Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang đăng tin giới thiệu tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn. Quy mô của tổ chức lừa đảo này đang có dấu hiệu lan rộng ra khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Để phòng chống thủ đoạn lừa đảo trên, Cục An toàn Thông tin khuyên cáo, người dân cảnh giác khi nhận được thông tin từ các trang Facebook có nội dung tương tự như trên – Cần điện thoại liên hệ hoặc gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp và được phép tổ chức các sự kiện trên để đăng ký. Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền. Nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.